Xin chào cả nhà. Nhắc đến giáo trình đúng không? Có một bạn Minh Nguyễn hỏi thầy một câu, đó là giáo trình hướng dẫn học vẽ đơn giản thì mua ở đâu và mua như thế nào, thậm chí là ở đâu bán. Thì xin giới thiệu với các bạn ngày hôm nay thì Tiêu sẽ giới thiệu lại một lần nữa nha. Đây là lần thứ hai rồi. Thì chúng ta sẽ có hai cái bộ giáo trình như thế này. Đây là cuốn căn bản đấy, và đây là cuốn nâng cao. Thì giới thiệu sâu hơn một chút căn bản nhé. Cuốn này là do chính bản thân Mr. Tiêu làm tác giả và mình đã dày công nghiên cứu, mà mình hay trêu các bạn học viên của mình, đó chính là nó giống như cuốn bí kíp võ công đấy, thì là để cho chúng ta thật là chi tiết trong quá trình chúng ta làm, cũng như là hướng dẫn từ đầu đến cuối tất cả các kỹ thuật từ nhỏ tới lớn, thậm chí là từ đơn giản đến phức tạp, và nó đã được biên soạn cụ thể trong hai cuốn là cuốn căn bản. Đây, cuốn căn bản các bạn hình dung nó không phải là những dòng dễ nhá, mà nó là những dòng phổ thông thông dụng trên thị trường, giống như Tiêu hay là tư vấn khoa học Tiêu hay giới thiệu cho các bạn đấy. Thì đây là một bộ công cụ ấy, hỗ trợ kỹ thuật vẽ tranh 3D. Trong căn bản thì Tiêu đang viết là gồm 5 chương, 5 chương, 5 nội dung. Chương 1 là về hình họa, chương 2 nó là về tranh bộ cầu thang, chương 3 là dòng tranh đồng quê, và chương 4 là phong cảnh, và cuối cùng chương 5 là dòng tranh phố cổ. Thì mỗi nội dung từng chương như vậy thì đã được bóc tách thành từng bài, từng cái nội dung cụ thể về kỹ thuật chuẩn bị màu như thế nào này, kỹ thuật pha phối màu ra sao này, rồi là các bước vẽ từ đầu tới cuối ra sao, thậm chí là có hình minh họa cụ thể đối với những cái kỹ thuật khó. Đây, trong đầu tiên đây sẽ là cái phần mục lục. Đấy, mục lục thì đối với cái nội dung cuốn cơ bản, chúng ta có chương 1 này. Ở đây ta có bài 1 hình họa. Chúng ta có chương 2 về phương pháp vẽ tranh bộ cầu thang. Trong chương 2 thì đang gồm có 9 bài tương ứng với 9 kỹ thuật khác nhau. Thứ nhất là tìm hiểu về tranh bộ cầu thang này, thứ hai là tìm hiểu về màu 3D và đặc tính của màu 3D này. Thứ ba nữa là kỹ thuật lót nền trời thảm cỏ trong tranh bộ này. Thứ tư nữa là kỹ thuật chấm lá cây căn bản. Thứ năm là kỹ thuật vẽ gốc cây căn bản, tỉa cành cây. Thứ sáu là kỹ thuật vẽ nhà, vẽ tranh căn bản. Bài 7 là kỹ thuật chấm đống rơm, vẽ đống rơm, kỹ thuật vẽ thuyền. Bài 8 và 9 là kỹ thuật vẽ người. Thì trong từng nội dung như vậy thì sẽ được bóc tách thành từng cái nội dung bài giảng riêng nhé. Ví dụ chúng ta thấy là vào chương 2 này, kỹ thuật chuyển màu cơ bản đặc biệt dành cho người mới này, chúng ta thấy nhá. Cái này nếu mà bạn nào đã từng vẽ tranh, bạn nào biết rồi, giỏi rồi nhá, không nói. Nhưng mà nếu mà chúng ta mới thì chúng ta rất rất cần cái nội dung này, bởi vì làm sao? Nó sẽ giúp cho người học từ những cái bước nền tảng ban đầu, giống như xây nhà, chúng ta phải xây vững cái móng thì cái chặng đường về sau chúng ta phát triển nó sẽ xa hơn, rộng hơn và đi thật là sâu, thật là tự tin, đúng không? Còn nếu mà chúng ta bục phát lên gọn ngay thì có thể là rất là dễ dụng, và chúng ta học trước quên sau, đấy là điều đương nhiên rồi nha. Đối với mỹ kỹ thuật căn bản chuyển màu này, chúng ta có hình minh họa đây, chuyển từ sáng tới trung gian và tới tối dần đấy, chuyển từ sáng về tối nhé, và chúng ta thấy là màu chuyển êm, để êm được là thầy giáo đã ghi rất là kỹ trong phần này rồi. Ví dụ đối với kỹ thuật lót thảm cỏ này, thông thường trước tiên bạn phải đọc màu của mẫu vẽ đã, tức là mẫu đấy gồm những cái màu gì, chúng ta đọc ra, lấy ra và nghiền sẵn đã nha. Thứ hai, ta sẽ vào sáng trước vào tối sau, nhưng sẽ không đi chéo bút đấy, giống như làm nền trời, mà ở đây chúng ta sẽ đi ngang tay. Đây là cái nội dung thầy giáo sẽ viết trong giáo trình rồi, tức là mình đọc đến đâu mình thực hành theo đấy, cũng giống như lời thầy giáo đang giảng đây, thì các bạn làm cái là sẽ ra ngay nhé. Tiếp tục, màu sáng là màu vàng cộng với xanh cốm thì ta sẽ vào trước, màu đậm là xanh cây thì sẽ vào sau, hoặc là xanh cây cộng với tí xanh ngọc chúng sẽ vào sau nhé. Rồi tiến hành xoa đều hai mảng êm vào nhau, đồng thời chúng ta sẽ đi ngang tay như thế này, các bạn nhớ chưa? Đấy, và chúng ta có hình minh họa cụ thể đây. Ví dụ chuyển sang một nội dung khác đi. Đấy, cuốn căn bản này rất là chi tiết các bạn ạ, chúng ta có đầy đủ tất cả các nội dung rồi. Ví dụ vẽ kỹ thuật vẽ dáng người căn bản, cái này đối với bạn nào mới chúng ta cần, và chúng ta thực sự là đang yếu vẽ người đúng không, về sai về tỷ lệ nhiều đúng không, thì chúng ta đọc qua bài này cái chúng ta biết được luôn nhá. Thứ nhất là dáng người trong tranh thì cần thể hiện sự cái sự uyển chuyển cân đối về tỷ lệ, nêu rõ được cái hoạt động đang diễn ra, đặc trưng đang diễn ra, thể hiện được cái biểu cảm qua cái nhân vật bằng đường nét, bằng màu sắc và hay là cái bối cảnh hoạt động. Ví dụ một em bé đang đá bóng chẳng hạn, thì một em bé đúng không, nó hồn nhiên, nó vô tư đấy. Khi đá bóng thì dáng dáng một chân lăng này, một chân sút này, co lên sút này, các bạn nhắm mắt mà hình dung nhá, thì nó sẽ ra luôn đúng không nào. Một chuẩn bị dụng cụ nha. Thứ nhất là chúng ta sẽ sưu tập một vài dáng người trong tranh, trong ảnh, trong đời sống và thực tế chúng ta này, các dáng đi, đứng, ngồi, nằm, vui chơi này, dáng người đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ con, trẻ nhỏ này,
nhóm người đơn và nhóm người đông người này. Về bút vẽ chúng ta sẽ sử dụng bút cán vàng, cán xanh và bút tỉa size nhỏ. Đấy, chúng ta đọc đến đâu chúng ta lấy đầy đủ dụng cụ ra đó. Và Tiêu chia sẻ thêm một chút về cái chuẩn bị như này, thì dáng người trong thực tế của chúng ta rất là nhiều, đúng không? Có điều là hàng ngày chúng ta không quan sát thôi, không để ý thôi. Còn khi chúng ta ra chợ này, đúng không? Dáng bán cá, bán tôm, dáng cô bán rau, bán hoa quả. Đấy, rất là nhiều dáng thì chúng ta có thể chụp ảnh lại hoặc là chúng ta ghi chép nhanh bằng cách ký họa lại thì chúng ta sẽ nâng cao cái kỹ thuật để vẽ người nhiều hơn nhé. Thứ hai nữa là về cách vẽ này, xác định chiều cao của nhân vật bạn định vẽ, chốt hai điểm quan trọng là điểm đầu trên, đỉnh đầu và điểm cuối, đúng không nào? Thì chốt được cái đỉnh đấy thì chúng ta sẽ chốt được cái tỷ lệ chiều cao của nhân vật cần tìm, đúng không nào? Thứ hai nữa là xác định cái hoạt động của nhân vật đang làm, ví dụ đang đi, đang đứng, đang cúi, đang nằm, đang ngồi, đúng không? Vẽ phác khung xương của nhân vật, tức là chúng ta không vẽ phác ngay cái chu vi cái diện tích khuôn mặt tai mũi miệng bội vừa, đúng không? Thì chúng ta sẽ vẽ cái đỉnh đầu đã, xong chúng ta vẽ cái xương, đúng không? Xương sống, xương vai, xương cẳng tay, xương cửu tay. Cuối cùng là chúng ta sẽ tả quần áo của nhân vật từ dáng khung xương. Đây, đây chính là các bước mà minh họa thầy giáo đang làm. Thứ nhất chúng ta vẽ khung xương ra, thứ hai chúng ta bắt đầu đắp cái quần áo bên cạnh cái khung xương vào và tả cái rõ ràng cái dáng hoạt động ra. Ví dụ dáng người mặc quần đùi đây và dáng người mặc quần dài bên này nhá, cùng là dáng đang xúc đất chẳng hạn nhé, thì nó sẽ phù hợp với cái dáng như này. Còn nếu mà dáng khác chúng ta đang đẩy xe hoặc là giá đang đang làm việc, đang bốc gạch chẳng hạn, nó cúi sâu hơn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ di chuyển cái xương đầu tiên nhá. Rồi, chúng ta có cuốn căn bản rất là đầy đủ chi tiết, còn đây là cuốn nâng cao này, cuốn nâng cao như này, dày bịch nhá, dày bịch các bạn nhé. Trong cuốn nâng cao thì học những dòng khó hơn, ví dụ như tranh phong cảnh châu Âu, tranh bát mã, cá sen, công uyên ương, tranh bộ tứ quý là những dòng mà phổ thông của nâng cao. Đấy, và nâng cao thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bởi vì kỹ thuật khó hơn và khi chúng ta làm cho khách thì cái giá thành nó cũng cao hơn, nên chúng ta sẽ cố gắng nhé, cải biên từng ngày, sức đến chúng ta đến đâu thì mình làm đến đó, chứ không nhất thiết là phải mua và cũng không nhất thiết là phải phải bắt buộc phải học, và chúng ta theo cái nhu cầu và theo cái năng lực của chính mình, được chưa nào? Ví dụ trong Sơn Thủy Hữu Tình này thì có nội dung 10 bài, là một là kỹ thuật dựng hình, hai là đắp núi bằng màu chết này, thứ ba nữa là tả núi xa núi gần này, thứ tư là vẽ sương mù này, thứ năm là vẽ cây tùng, thứ sáu là chấm khóm cây bụi, thứ bảy là kỹ thuật vẽ cò hạc, thứ tám là kỹ thuật vẽ thuyền buồm, kỹ thuật vẽ thác nước, và thứ 10 là kỹ thuật vẽ tỉa tre bằng ba bút. Chúng ta đã có rất chi tiết này nha. Trong phong cảnh châu Âu chúng ta có kỹ thuật pha màu phối màu kiểu Tây Âu này, thứ hai là kỹ thuật tỉa khóm hoa đa sắc này, kỹ thuật chấm cây kiểu châu Âu này, kỹ thuật tả cầu tả đá này, tả gốc cây bằng bút cán vàng này, kỹ thuật vẽ cây thông này, sang tranh cá chúng ta có những vẽ lá sen, phương pháp xử lý chuyển màu theo đậm nhạt này, tả bông hoa sen, đài sen nụ hoa này, kỹ thuật vẽ cá koi, kỹ thuật tả giọt nước trên lá sen này. Và nâng cao thì nó sẽ là khó hơn, thế nên là Tiêu đã có rất là nhiều hình minh họa, ví dụ như con cò đây này, các bạn thấy không? Đấy, các bước như thế nào, màu gì, có màu chuẩn bị rồi, tỷ lệ đã có rồi, đúng không nào? Thì chúng ta lại sẽ lấy đầy đủ, và ví dụ các bước vẽ này, bước 1 chúng ta xác định vị trí cần đặt con cò, con hạc sao cho phù hợp, ví dụ như là ngọn cây bờ suối đang bay hoặc đang mò cá này. Bước 2 vẽ phác hình dáng con cò ra, bước 3 bắt đầu chuyển màu theo đậm nhạt. Đấy các bạn thấy không? Thì ngoài việc chúng ta có cái ba lem, đây là cái key ban đầu Tiêu tra cho các bạn, thì chúng ta sưu tập hình ảnh con cò thật ở trên YouTube hoặc là trên Google nha, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều dữ liệu chúng ta đưa nó vào thôi là xong, được chưa nào? Đây, sang một chút vẽ thuyền chẳng hạn, đây các bạn nhìn này, đấy, Tiêu đang vẽ rất là nhiều hình minh họa ở đây đó, thì chúng ta nhặt những cái dáng thuyền này vào, kết hợp là đưa những cái màu thuyền thực tế vào thì nó sẽ rất là rõ ràng và chi tiết các bạn nhé. Và cuối cùng đây là một bộ sách chúng ta nên sưu tập và có trong cái tủ tài liệu của mình nếu chúng ta xác định đi theo nghề lâu dài các bạn nhé. Như vậy thì Tiêu vừa hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho các bạn về một bộ công cụ, một bộ kỹ thuật hướng dẫn vẽ tranh rất là chi tiết và đầy đủ. Tiêu hy vọng là với những cái tri thức, kiến thức trong này có thể hỗ trợ cũng như là góp phần giúp các bạn nâng cao tay nghề mỗi ngày. Và chúc các bạn có một sự lựa chọn sáng suốt. Các bạn hãy sưu tập những cái bộ sách như thế này nhá, rất là quý. Và tôi tin là các bạn sẽ trưởng thành hơn cũng như là nâng cao tay nghề
từ những cuốn sách đơn giản như thế này và khởi đầu như thế này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe clip và xin chào, hẹn gặp lại.